xin mến chào quý vị đang cùng đến với chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những số phát sóng trước thì chúng ta đã có bàn về một vấn đề mà các chị em đang rất là quan tâm. Thế nhưng họ lại ngại chia sẻ, đó chính là phẫu thuật nâng ngực. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nhiều hơn về vấn đề này và sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ năm 2013, người đã thành công không chỉ với phẫu thuật mắt, mũi, trẻ hóa da mà còn phẫu thuật nâng ngực thành công, đẹp và an toàn. Xin được chào bác sĩ Long ạ. Xin chào MC Khánh Ly, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và có hy vọng là thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chắc chắn là tất cả quý vị khán giả nào đang rất là quan tâm đến vấn đề phẫu thuật nâng ngực sẽ được bác sĩ Long giải đáp những thắc mắc. Và thắc mắc đầu tiên đó chính là không biết là cái độ tuổi nào thì sẽ phù hợp để phẫu thuật nâng ngực ạ? Thông thường thì phẫu thuật nâng ngực được thực hiện ở cái lứa tuổi trẻ là phải trưởng thành, ở tuổi trưởng thành tức là khoảng 18, nó nằm trong độ khoảng 18 tới 40. Nói như vậy cũng không có hẳn là những người lớn hơn không được làm. Thông thường thì cái nhóm lớn hơn này đó thì nó hiếm người đi làm. Như vậy thì thường thường bác sĩ sẽ dựa vào cái tiêu chí nào để có thể xác định được kích cỡ của từng người khi mà họ chọn phẫu thuật nâng ngực? Đây là một cái câu hỏi mà tất cả những cái chị em đi làm đẹp về vòng một á đều quan tâm. Cái chiều cao, cân nặng, đường kính ngang của ngực và thể tích hiện có là thông số cơ bản để chúng ta quyết định cái thể tích của cái túi ngực cần thiết. Thí dụ như thế này. Tổng thể tích bình thường của một cái người ngực đẹp là 500cc ở một người phụ nữ cao 1m55 tới 58, thí dụ như thế. Thì nếu như thể tích có sẵn đó là 200 rồi thì như vậy chúng ta phải bù 300. Cái thứ hai là tại sao nói về chiều cao, thì đối với những người cao có chiều cao tốt thì thông thường là chúng ta sẽ chọn túi ngực lớn hơn một size, một cỡ so với những người chiều cao thấp hơn. Một cái vấn đề nữa là lệ thuộc vào cái đường kính của ngực. Có những người có chiều cao tốt nhưng họ rất là gầy, cái đường kính của ngực á, cái bề ngang nó rất là bé. Rất là bé. Thì nghĩ rằng là đối với những ai mà đang muốn phẫu thuật nâng ngực á, thì bên cạnh chúng ta tham khảo ý kiến của những người xung quanh như là bạn bè người thân thì chúng ta rất là cần có những ý kiến chuyên môn như là ý kiến của bác sĩ Long. Và tiếp theo thì Khánh Ly rất là muốn bác có thể chia sẻ là liệu phẫu thuật nâng ngực á có ảnh hưởng gì đến phụ nữ mang thai và cho con bú không ạ? Đây là cũng là một cái mối quan tâm rất là lớn đối với những người đi làm đẹp vòng một. Mà hiện nay với kỹ thuật những cái trung tâm mà làm tốt á, thì chúng ta hoàn toàn an tâm là không có ảnh hưởng gì đến cái việc mà có em bé rồi cho con bú cả. Là bởi vì khi mà chúng ta đặt đúng cái lớp á, thì nó không ảnh hưởng tới tuyến sữa. Do đó thì chúng ta có thể cho con bú một cách rất là bình thường, giống như một người chưa từng đặt túi ngực. Có những người họ không có thích cái phương pháp là sử dụng túi ngực nhân tạo, mà là họ muốn sử dụng mở tự thân. Như vậy thì cái phương pháp này như thế nào, bác sĩ chia sẻ về ưu cũng như là khuyết điểm của phương pháp được không ạ? Thật ra sử dụng mở tự thân, ưu điểm là gì? Ưu điểm là chúng ta sử dụng cái tế bào tự thân của chúng ta, chẳng qua là chúng ta chuyển từ cái mở thừa ở đâu đó rồi chuyển lên ngực thôi, làm cho nó đẹp thôi. Thì đây là những cái ưu điểm, nó rất là mềm mại, rất là tự nhiên, chúng ta tránh được một cái cuộc mổ. Ở chỗ lấy ra chúng ta sẽ có một lỗ kim và chỗ đưa vào chúng ta có một lỗ kim thôi, và gần như là hoàn toàn không để lại dấu vết. Thế thì nó nhẹ nhàng hơn so với phương pháp kia rất nhiều. Tuy nhiên nó cũng kèm theo một vấn đề là không cho ghép quá nhiều. Tức là cái ngực mình cần nâng ít thôi đó. Tức là nó cũng đã có rồi, nó đã có rồi, chúng ta chỉ cần bổ sung thôi. Chứ còn những cái trường hợp mà nó thiếu quá nhiều, cái ngực mà nó lép quá nhiều mà chúng ta sử dụng cái phương pháp mà ghép mở đó thì khó mà đạt được cái yêu cầu.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Long rất là nhiều. Ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy các bác sĩ đã chia sẻ rất là tận tình. Cái Ly nghĩ là làm đẹp là một nhu cầu không thể thiếu đối với các chị em phụ nữ, đặc biệt là với xã hội hiện đại và những kỹ thuật tiên tiến hiện nay, thì chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện những nhược điểm của mình để trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng mà điều quan trọng đó là quý vị hãy lựa chọn những cơ sở uy tín và được cấp phép rõ ràng nha. Và đến đây thì thời lượng cho chuyên mục đẹp và thẩm mỹ cũng đang khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục kế tiếp.